Chương 110, Vũ Nhục. Tiết thần trở lại viện của mình, không ngờ Ngụy Chỉ Lan vốn nên trở về Hải Đường Uyển nhưng lại ở trước cửa thanh tước cư chờ nàng, bóng cây chiếu lên người khiến sắc mặt nàng ta trông có vẻ âm trầm. Tiết thần đi đến trước mặt nàng ta, Ngụy Chỉ Lan cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói với Tiết thần, chuyện ngày hôm qua, ta có thể không cùng trưởng tỷ truy cứu, nhưng điều cần thiết là phải đưa lá thư kia cho ta hiện tại cả hai đều biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì ngụy chỉ lan một chút cũng không nghi ngờ tiết thần cố ý khiến nàng ta đi chịu hiểm họa tiết thần đã biết rõ đó là bẫy rập vậy mà vẫn để cho mình đi nữ nhân này tâm tư có thể nói còn ác độc hơn mình nhiều tiết thần hơi mỉm cười dựa vào cái gì ngụy chỉ lan thấy tiết thần không hề có ý hối hận tức khắc cảm thấy ủy khuất cực kỳ vọt tới trước mặt tiết thần dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được trích lên chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn với ta một chút nào sao? đêm qua ta đã thay thế ngươi chịu tội, hết thảy vốn nên phát sinh trên người của ngươi. Tiết Thần lui ra phía sau một bước, Vân Đạm Phong Kinh nói: ta đối với ngươi có gì mà phải ấy nấy? ta bảo ngươi đi hay sao? chẳng lẽ không phải bởi vì tự trong lòng ngươi mang ý xấu? Ngụy Chỉ Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiết Thần trong chốc lát, sau đó mới xoay người rời đi. Úc Thị gấp đến độ cứ dạo bước vòng vòng quanh viện. Hai ngày này bà quả thực bị ngụy chỉ lan con đê, nhỏ kia làm cho tức giận đến nỗi nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế, chưa từng gặp qua một nữ tử không biết xấu hổ như vậy, chính mình làm chuyện bị ổi còn dày mặt muốn nhi tử cưới nàng ta. Nếu là bình thường, gặp phải chuyện này thì Úc Thị bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không thỏa hiệp, trực tiếp đem người xử trí là xong, nhưng khổ nổi trong chuyện này còn đính kèm một chút tư tâm của Úc Thị, không thể công khai với mọi người. Bởi vì điều này mà Úc thị bị ép buộc đến mức tiếng thoái lưỡng nan, còn không biết phải giải quyết như thế nào mới vẹn toàn. Mama hầu hạ bên người vội vã tiến vào, đi đến trước người Úc thị hành lễ rồi bẩm báo, phu nhân đã điều tra rõ ràng, Ngụy Chỉ Lan kia thật đúng là thứ nữ của Tiền Viễn Bình Tri Châu Ngụy Thanh. Chẳng qua nàng ta cũng không phải là loại thứ nữ bình thường. Lời nói của Mama làm Úc thị ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn bà ta hỏi như thế nào lại không bình thường nàng ta tuy rằng là thứ nữ nhưng trước khi ngụy thanh chết cố ý phân một nửa gia sản cho nàng ta cùng mụi tử hai cô nương chiếm hết một nửa gia sản của ngụy gia đấy nô tỳ sợ tin tức có sự lầm lẫn còn đặc biệt phái người đi uyển bình điều tra quả thực là như thế chuyện này lúc ấy ở uyển bình gây ra náo động rất lớn nói rằng ngụy gia chủ mẫu tuy rằng là huyện chủ vậy mà vẫn bị thiếp thị và thứ nữ của ngụy thanh nháo cho cái gì cũng không vào tay xám xịt rời đi uyển bình nói vậy chuyện này không thể sai được cúc thị nghe được ma ma báo cáo híp mắt lại nghĩ nghĩ một lúc rồi mới hỏi vậy ngụy gia là hạng người nào tổng cộng có bao nhiêu sản nghiệp hừ một gia đình bình thường được sắp xỉ một nghìn lượng cũng coi như là sản nghiệp của cả nhà rồi không đúng không đúng ngụy gia kia ở tại uyển bình vẫn có chút tên tuổi nguyên quán ngụy gia ở đại hưng là nhờ buôn bán mà lập nghiệp xem như một đại gia tộc tương đối hưng thịnh sản nghiệp cũng không ít không nói gì nhiều uyển bình có một khu phố buôn bán hưng thịnh nhất là ở ngõ miêu tình toàn bộ ngõ đó đều của ngụy gia chỉ tính phần đó thôi thì mỗi năm tiền kiếm vào không ít càng không nói đến còn có những thứ khác Úc Thị càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Hừ, hóa ra ngụy chỉ lan có của như vậy. Nếu không cho người đi tìm hiểu một chút, thật đúng là không biết nàng ta vẫn có giá trị. Được rồi, nếu nàng ta một lòng gã vào tống gia, vậy thì để nàng ta được như nguyện cũng tốt. Chẳng qua đừng si tâm vọng tưởng, bà đây sẽ không làm cho nàng ta được vô trương gì đâu. Sau vài ngày yên lặng, quả nhiên có hai người của trường Ninh Hầu Phủ tới tiết gia gặp tiêu thị cầu hôn người tới cũng không phải là lão phu nhân của trường ninh hầu phủ mà chỉ là hai ma ma quản sự bên người của lão phu nhân. Tuy là như vậy, tiêu thị vẫn không thể ngờ trường ninh hầu phủ vậy mà chịu cưới ngụy chỉ lan làm chính thê. Tuy rằng có chút hoài nghi trong chuyện này khẳng định có mờ ám gì, nhưng ngụy chỉ lan đã tranh được vị trí này thì bà cũng đâu có lý do gì ngăn cản chuyện tốt của nó. Vì thế tiêu thị lập tức phái người đi hỏi ý kiến ngụy chỉ lan, sau khi nghe nàng ta ưng chịu mới nhận phần xính lễ ít không thể ít hơn của trường ninh hầu phủ, chỉ có 200 lượng, rồi tiễn hai đại diện của trường ninh hầu phủ ra ngoài. Sau đó tiêu thị kêu ngụy Chỉ Lan tới nói chuyện này với nàng ta. ngụy Chỉ Lan nhìn thấy 200 lượng bạc đặt chỏng chơ ở trên bàn, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác, tức giận đến mức cắn chặt khớp hàm. Tiêu thị nhìn nàng ta như vậy không khỏi thở dài, nghĩ đến tống gia kia cũng không phải loại dễ đối phó lan tỷ nhi không biết sử dụng thủ đoạn gì khiến người ta tới cửa cầu hôn nhưng ngốc tử cũng có thể nhìn ra tống gia không hề tình nguyện chút nào nhưng hôm nay đáp ứng cũng đáp ứng rồi hai ma ma đảm đương nhiệm vụ bà mối đã nói thẳng bởi vì ngụy chỉ lan có thân phận đặc thù là đi theo đích mẫu tái giá cho nên tống gia cảm thấy có chút tục lễ có thể miễn thì cứ miễn trực tiếp định hôn kỳ hai tháng sau nhà bọn họ tới cửa nghênh thú là được hành vi như vậy thật sự không bằng vài nhà nạp thiếp Tuy rằng cảm thấy thái độ của Tống Gia thực có lệ, nhưng tiêu thị cũng không chịu nổi ngụy chỉ lan tự mình định thân, bèn đưa tất cả 200 lượng bạc cho nàng ta rồi nói, đây là xính lễ hỏi cưới của Tống Gia, tất cả đều cho ngươi. Lễ phục xuất giá ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, nhưng của hồi môn thì do chính ngươi tự chuẩn bị. Ta sẽ thêm trang một bộ vòng vàng, một bộ trang sức trân châu, sắp lụa thập thất cho ngươi, ngày mai cũng sẽ mời ma ma tới dạy ngươi quy củ sau khi kết hôn. Ngụy Chỉ Lan nhìn 200 lượng bạc trong tay Tiêu thị, chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ. Nàng không ngờ Tống gia sẽ làm tuyệt tình như vậy. 200 lượng bạc, đúng là nạp thiếp cũng nhiều hơn mức này. Mà Tiêu thị nói ra cũng đủ tuyệt tình, làm nàng ta không khỏi cười lạnh trả lời một cách mỉa mai, "Thái thái thật sự keo kiệt, dù thế nào thì bao nhiêu năm qua ta cũng kêu ngài một tiếng đích mẫu. Ta xuất giá mà ngài chỉ thêm một chút đồ như thế." Chuyện này nếu bị người ngoài biết, sẽ không sợ người ta nói ngài khắc khe thứ nữ sao. Tiêu thị hiện giờ cũng đã khai thông, đối với loại khích bác này có thể nghe một cách bình tĩnh thản nhiên, nói với Ngụy Chỉ Lan, ngươi và cầm tỷ nhi được một nửa sản nghiệp của Ngụy Gia, ngay cả ta và tỉnh tỷ Tỉ nhi thì cho dù một phân tiền cũng chưa đến tay. Ngươi không phải thân sinh cốt nhục của ta, ta không có của hồi môn cho ngươi cũng là chiếu theo lẽ thường mà thôi, khắc khe thứ nữ, cái con khỉ gì chứ. Hiện giờ ngươi chỉ đang tạm trú tại Tiết gia, bộ tưởng mình là thứ nữ của Tiết gia hả? Nếu ngươi thật muốn của hồi môn, hãy đi tìm Ngụy lão phu nhân, ngươi không phải có quan hệ máu mủ với bà ta sao? Hôm trước còn lừa tỉnh tỷ Tỉ nhi đến đó nữa chứ. Ngươi đến kêu bà ta thêm trang cho ngươi xuất giá đi. Tâm tình Ngụy Chỉ Lan thật sự nặng nề, còn muốn cãi nhau vài câu với Tiêu thị, nhưng không ngờ Tiêu thị lại dán cho một đòn trí mạng nếu ngươi chê bai đồ cưới của ta cho ngươi vậy lát nữa ta sẽ sai người đưa ngươi và cầm tỷ nhi về bên người ngụy lão phu nhân để ngươi chân chính từ ngụy gia xuất giá để ngụy gia đặt mua thêm trang cho ngươi đã vậy thì ta khỏi cần phải bỏ ra bộ vòng vàng và bộ trang sức trân châu chỉ là hai bộ này thôi cũng đã có giá trị hai ba trăm lượng không ít hơn tiền sính lễ bên phu gia cho ngươi đâu nếu ngươi không cần cũng không sao ngươi trở về dọn dẹp đồ đạc buổi chiều các ngươi liền quay lại ngụy gia. Từ nay về sau, các ngươi gã tốt hoặc là không tốt đều không có bất luận quan hệ gì đến ta. Về sau có chuyện gì thì cứ đi tìm ngụy gia xin giúp đỡ. Chương 111, lấy lòng. Ngụy Chỉ Lan và Ngụy Chỉ Cầm bị Tiêu thị trả về ngụy gia, tất cả đồ đạc đều đóng gói đưa qua, đây là hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến bọn họ, vốn dĩ bà là nữ nhân tái giá mang theo hai thứ nữ của cố phu đã là không thích hợp chỉ vì bà thương hại bọn họ không phụ không mẫu sợ bạch thị sẽ giày xéo bọn họ do đó mới đồng ý đem bọn họ cùng vào tiết gia nếu hai cô nương kia có thể an phận một ít thì cũng không sao tiêu thị coi như mình làm việc thiện cũng sẽ nuôi dưỡng bọn họ đàng hoàng cho tới khi bọn họ xuất giá nhưng khổ nổi lại dưỡng ra hai kẻ bạch nhãn lan không những không hề tôn kính đích mẫu chút nào mà còn đi khắp nơi gây chuyện thị phi tiêu thị cũng nhìn ra tống gia không phải thật lòng muốn cưới ngụy chỉ lan mà coi bộ đã bị nàng ta uy hiếp gì đó chuyện này tiêu thị không biết từ đầu đến cuối vì thế không muốn cho tiết gia bị liên lụy vào ít nhất không thể để ngụy chỉ lan lấy danh nghĩa tiết gia làm ra chuyện gì đồi bại tiết thần và tỉnh tỷ tỉ nhi đi tây phủ bởi vì hôm nay là ngày tiết tú lại mặt hàn ngọc cũng sớm ở tây phủ chờ tiết tú Mấy tỷ muội tụ họp trong thủy các, vây quanh Tiết Tú treo đồ một hồi, Hàn Ngọc và Tỉnh Tỷ tỉ Nhi đến mép nước xem cá. Tiết thần lưu lại nói chuyện với Tiết Tú. Nguyên công tử đối với tỷ tốt chứ? Tiết thần hỏi Tiết Tú. Tiết Tú nhướng mày cười, cũng còn được, không đánh không mắng. Tiết thần nở nụ cười vì câu trả lời khôi hài của Tiết Tú, coi tỷ nói chuyện kìa. Ai mà đánh chửi tỷ đây chứ? Thấy Tiết Tú cười có chút miễn cưỡng. Tiết Thần thò lại gần hỏi, hai thông phòng kia thế nào? Tiết Tú nhìn thức ăn cho cá trong tay, thật lâu sau mới vứt vào ao cá, thở dài, có thể thế nào, đều nâng thành di nương, tất cả đều đã hầu hạ phu quân, điểm tình cảm này vẫn phải cho. Thấy Tiết Thần có chút lo lắng, Tiết Tú trái lại an ủi nàng, được rồi, muội đừng nhìn ta như vậy, giống như ta đáng thương lắm hay sao? Ta nói cho muội nghe, nữ nhân sau khi thành thân thế nào cũng phải đối mặt với mấy vấn đề này. Dù sao ta vẫn được kính trọng, ít nhất sự tôn trọng mà một chính thê nên có phu quân đều cho ta. Trong ba tháng đầu tiên phu quân đều nghỉ trong phòng ta, không đi đến chỗ các nàng. Vậy qua ba tháng thì sao? Huynh ấy sẽ đi đến phòng các nàng. Tỷ bèn mặc kệ. Tiếp thần không đành lòng thấy Tiếp Tú làm ra vẻ kiên cường như vậy, truy vấn. Tiếp Tú lại trầm mặt một hồi, loại sự tình này, tương lai muội sẽ biết, cũng không phải nữ nhân cứ canh giữ thật chặt thì nam nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Bất quá. Tiết tú kéo dài thanh âm, dừng ánh mắt lại trên mặt nước, vẻ cứng cỏi lộ ra, thanh âm cũng lạnh xuống vài bậc, nhẹ giọng tựa như thì thầm, phu quân cho dù muốn sủng người khác cũng chỉ có thể sủng người ta an bài, người bên cạnh phu quân ta vẫn phải xen vào để quản. Tiết thần thấy tiết tú sau khi kết hôn dường như trở nên âm trầm hơn, Tiết thần tựa hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đời trước nàng chỉ biết Tiết Tú và Nguyên Khanh cầm sắc hài hòa, gia đình hưng thịnh phùng vinh, chỉ là không biết tình huống chân thật trong nội bộ của bọn họ khi ở chung. Nguyên Khanh xuất thân tốt, tài học cao, nam nhân như vậy thường thường đều là tâm cao khí ngạo, đối với nữ nhân chưa chắc xuất phát từ thật tâm tôn trọng. Vì thế Nguyên Khanh mới có thể thuận theo tiếp nhận việc nguyên phu nhân chọn thê tử cho hắn bởi vì đối với hắn mà nói, thê tử chỉ là một nữ nhân trên danh nghĩa cùng hắn, bạch đầu giai lão, nữ nhân này phải hào phóng khéo léo, được trưởng bối yêu thích, quán xuyến việc quản gia, không cần có nhiều tư sắc, chỉ cần thuận mắt là được. Từ việc hắn thuận theo nguyên phu nhân có thể thấy được, hắn thật sự không hề tính toán trao tình cảm chân chính của hắn cho thê tử. Bởi vì tiêu cực cho nên lãnh đạm. Ở điểm này, Lâu Khánh Vân và Nguyên Thanh hoàn toàn bất đồng. Lâu Khánh Vân cho Tiết Thần cảm giác chàng thật sự muốn tìm một nữ tử tâm linh phù hợp bồi chàng cả đời, có cùng chung đề tài, cùng chung tư tưởng. Chàng vì theo đuổi phần tình cảm này mà nguyện ý trả giá rất nhiều, ngay từ đầu Tiết Thần cũng không đáp lại, bởi vì chính nàng cũng không xác định một đời này nàng có cần nam nhân bên người hay không. Chỉ là mỗi một lần chàng đều hao tốn tâm tư đối đãi, mỗi một lần đều có thể đứng ở góc độ của nàng mà suy nghĩ mọi việc khi nàng không vui chàng tìm mọi cách truyền thư tới để chọc nàng cười, cũng như con diều không biết làm cách nào rơi vào trong hậu viện của nàng, cũng như chỉ vì cho nàng niềm vui mà cố ý bỏ vào con thỏ, cũng như vô số ngày đêm dùng bồ câu đưa thư cho nàng, cũng như trong khoảng khắc sống còn khi rơi xuống vực mà vẫn muốn dùng thân thể của mình ngăn trở va chạm và đá vụn cho nàng khiến cho khắp người đầy thương tích. Tiết thần hoàn toàn tín nhiệm Lâu Khánh Vân xuất xứ từ tín hiệu Lâu Khánh Vân truyền cho nàng toàn thân trên dưới của chàng đều tản ra khí tức ta sẽ không bao giờ cô phụ nàng sự nhiệt tình của chàng làm nàng rốt cuộc phải dẹp bỏ phòng ngự mở rộng con tim tâm tình tiết tú cũng không phải thực tốt nhưng hành sự vẫn rất có khí phách của phu nhân đại gia nói chuyện đưa đẩy khéo léo hơn trước rất nhiều thậm chí khi ở trước mặt những người khác của tiết gia tiết tú đều biểu hiện ra vẻ của một tân hôn tân nương tử nên có vừa ngượng ngùng vừa vui mừng chỉ là đối với tiết thần thì mới hơi chút thả lỏng một ít Tiết thần nhìn bộ dáng làm ra vẻ bác diện linh lung của Tiết Tú, thật sự không biết nên khuyên nàng như thế nào. Tuy nói nàng đã sống hai đời, nhưng đời trước nàng không hề để tâm đến Tống An Đường, hắn muốn nạp thiếp thì cho hắn nạp. Hắn muốn thông phòng liền phát cho hắn, chẳng hề thương tâm giống như Tiết Tú, cho nên Tiết thần không thể cho nàng bất luận ý kiến gì. Huống chi, chuyện phu thê chỉ có chính bọn họ tiêu hóa, chính bọn họ giải quyết bất kỳ người nào nói gì cũng là phí công mà thôi bác diện linh lung tám hướng đều tỏa sáng ý chỉ một người rất linh hoạt mẫn tiệp từ tây phủ trở về tên gác cổng tiểu hồ liền từ thềm đá chạy xuống dưới đón chủ động dẫn ngựa từ chuyện lần trước của ngụy chỉ lan tiểu tử này sau khi quy phục tiết thần thì mỗi lần thấy tiết thần đều ân cần chu đáo không đợi tiết thần hỏi chuyện liền lanh lẹ thông báo hết mọi chuyện cho tiết thần đại tiểu thư Thế tử đã tới thăm ngài. Tiếp thần lúc đầu còn chưa có phản ứng gì, chỉ sách váy bước lên thềm đá, đi được hai bước mới dừng lại, quay đầu nhìn tiểu hồ hỏi, thế tử nào? Tiểu hồ có chút ngây ngốc cười, chính là lâu thế tử đấy à, lâu thế tử dẫn theo một thị vệ đeo đao, tự mình sách hai bình rượu ngon tới phủ. Lão gia đang ở chủ viện tiếp đải, nói là chờ ngài trở về đến chủ viện cùng ăn cơm. Tiếp thần càng nghe càng cảm thấy khó có thể tin. Lâu Khánh Vân tự mình tới cửa. Chuyện này, chàng ta không phải vẫn luôn thích trèo cửa sổ sao, hôm nay lại sửa lộ tuyến. Tỉnh Tỷ tỉ Nhi nhìn nàng với vẻ mặt ái muội làm tiếc thần nhịn không được ở trên má nàng ta nhéo một cái rồi mới đi vào phủ. Ở trên đường gặp Khâm Phượng và Chẩm Nguyên tiến đến đón nàng. Hai nha đầu tự hồ cũng có chút sốt ruột, Chẩm Nguyên nói, tiểu thư, lâu thế tử tới, lão gia kêu ngài trở về liền đến chủ viện. Tiết Thần gật đầu, "Được rồi, ta đã biết. Ta trở về phòng đổi bộ xiêm y rồi đi ngay." Khâm Phượng tỏ vẻ tán thành, "Đúng đúng đúng, chúng ta mau trở về phòng đi." Chẩm Nguyên búi lại tóc tiểu thư một lần nữa cho đẹp, nô tỳ chọn bộ xiêm y mới may cho tiểu thư, nhất định phải chọn bộ đẹp nhất mới được. Nói xong cũng không đợi Tiết Thần trả lời, Khâm Phượng và chẩm Nguyên liền song song kè Tiết Thần trở về thanh tước cư. Tỉnh Tỷ Tỉ Nhi ở phía sau thấy vậy ôm bụng cười to rồi đi vòng về viện của mình. Hôm nay có nam khách ở đây, tỉnh Tỷ Tỉ Nhi không tiện đi chủ viện, liền kêu nha Hoàng Hinh Nhu đi phòng bếp tùy tiện bưng chút cơm chiều trở về phòng ăn. Tiết thần nhìn hai nha hoàng bận trước bận sau chọn lựa sim y cho nàng, cuối cùng nàng phí thật lớn hơi sức mới ngăn trở được bọn họ muốn trang điểm nàng thành hàng Nga. Dưới ánh mắt hận rèn sắt không thành thép của bọn họ, Tiết thần tự chọn một bộ váy dao lãnh màu lam nhạt với hoa văn tường vân. Búi tóc trái đào, dùng một cây ngọc trâm trang điểm, vừa lịch sự tao nhã lại vừa tinh xảo. Sau khi thay đổi xiêm y, tiết thần liền đi tới chủ viện, quả nhiên thấy bên trong đèn đút sáng trưng, sau ngày thường ít nhất sáng gấp đôi, hoặc nhìn sáng ngờ giống như ban ngày. Còn chưa vào viện đã nghe tiếng cười nói rông rã, giọng nói trầm thấp đặc hữu của Lâu Khánh Vân đập vào tai tiết thần, khiến nàng không khỏi khẩn trương lên đi đến cạnh cửa, vừa lúc gặp được tiêu thị đang ra vào dọn đồ ăn lên bàn, nhìn thấy Tiết Thần liền cười kéo nàng tiến vào. Tiết Thần nhìn thấy Lâu Khánh Vân đang cùng Tiết Vân Đào trò chuyện với nhau thật vui. Cởi xuống quan phục nghiêm trang của Đại Lý Tự Khanh, mặc một thân trường bào vạt thẳng màu xanh ngọc viền vàng, bộ dáng điệu thấp nhưng vẫn xa hoa, làm gương mặt vốn dĩ tuấn giật lại thêm vài phần nho nhã, che giấu khí chất võ tướng có đôi khi lơ đảng toát ra, trở nên hào hoa phong nhã lâu khánh vân cùng tiết vân đào tâm tình về đề tài văn bác cổ vậy mà không chút nào ngập ngừng đối đáp trôi chảy ngẫu nhiên có thể cùng tiết vân đào nói chuyện một cách vô cùng tâm đắc tiết vân đào cho ra bộ dáng chỉ hận gặp nhau quá muộn câu trước câu sau là kêu ký minh miễn bàn cao hứng đến cỡ nào lâu khánh vân nâng lên cặp mắt đen tuấn mỹ dường như mang theo tia lửa xẹt làm con tim tiết thần nhói lên một cái nháy mắt đỏ mặt đi đến trước mặt chàng ta nhỏ giọng lắp bắp sao chàng lại tới đây câu hỏi này đối với tiết thần và lâu khánh vân là hết sức bình thường chính là lại quên hiện giờ đang ở trước mặt tiết vân đào và tiêu thị quả nhiên tiết thần vừa dứt lời tiết vân đào liền lên tiếng nhắc nhở không quy củ gì cả phải kêu thế tử chứ tiết thần có chút ủy khuất nhìn nhìn lâu khánh vân chỉ thấy chàng ta quyết đoán đỡ dùng không sao không sao đâu ạ à, thần nhi nguyện ý kêu như thế nào thì cứ kêu như vậy Hiện giờ Tiết Vân Đào đối với Lâu Khánh Vân chính là 12 vạn phần vừa lòng, tế tử có thân phận cao quý như vậy, biết kính lão tôn hiền, tính tình lại tốt, còn có thể đi đâu mà tìm đây chứ. Lâu Khánh Vân nói một câu như vậy thật ra khiến Tiết thần càng thêm thẹn thùng, không biết làm thế nào cho phải thì tiêu thị đi tới, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh Lâu Khánh Vân bảo, được được, đừng đứng nữa kẻ mệt. Tiết thần ngồi xuống, nhìn thoáng qua Tiết Vân Đào thấy trong mắt ông tràn đầy cảnh báo nàng đem hai chữ kia đặt ở đầu lưỡi khẩy một hồi lâu mới mềm mại phát ra thế tử hôm nay sao lại tiến đến một tiếng thế tử khiến con tim lâu khánh vân mềm nhũng nếu chỉ có hai người ở riêng với nhau hai chữ mềm mại như vậy đủ để hắn sinh ra tâm tư phạm tội lúc đang suy nghĩ miên man thì thân thể thiếu chút nữa có phản ứng lâu khánh vân mạnh mẽ ép bản thân bình tĩnh lại sau đó ho khan hai tiếng rồi trả lời tiếc thần à Hôm nay hoàng thượng thưởng mấy bình rượu lan lan xuân cống tiếng, ta nghĩ bá phụ tuy không thiếu rượu ngon, nhưng rượu này là cực phẩm trong các loại rượu, thích hợp nhất cho một học giả biên thâm cự phách như bá phụ uống khi thưởng trăng, liền tự mình cầm hai bình lại đây hiếu kính bá phụ. Không biết vì sao, tiếc thần nghe Lâu Khánh Vân nghiêm trang, vuốt mông ngựa như vậy liền cảm thấy muốn lau mồ hôi, may mà Lâu Khánh Vân xuất thân đã tốt quá rồi chứ nếu là thư sinh bần hàng mà có công phu vuốt môn ngựa như vậy không chừng có thể một bước lên mây rồi cái gì mà còn học giả viên thâm cự phách nữa chứ tuy rằng Tiết thần không thể phủ nhận lâu khánh vân đích xác liếc mắt một cái liền nhìn ra niềm yêu thích của cha nàng tiết vân đào khảo trúng tiến sĩ luôn tự hào đối với học vấn cao của mình thích nhất làm thầy kẻ khác ai muốn cùng ông kết giao chỉ cần liên tiếp đem thân phận hạ thấp rồi nâng ông lên vậy là Tiết Vân Đào có thể sẵn sàng móc cả tim trao ra. Quả nhiên vừa nói xong, Tiết Vân Đào lập tức coi Lâu Khánh Vân là tri kỷ, liền nói vài câu cái gì mà, chỉ hận gặp nhau quá muộn, vân vân, còn tự mình nâng bầu rượu rót cho Lâu Khánh Vân. Sau đó, Lâu Khánh Vân lại một phen giả bộ chối từ, thừa cơ lại nói vài câu nịnh hóc Tiết Vân Đào học thức cao minh, định đến nỗi Tiết Vân Đào hận không thể kết nghĩa Kim Lan kêu nhau huynh đệ với chàng ta ngay tại chỗ may mắn cuối cùng hai người còn sót lại một chút lý trí mới không thật sự làm như vậy tiết thần ở một bên nhìn bọn họ thổi phồng nhau thật sự muốn tìm một khe đất để chui xuống quả thực không biết nói gì với lâu khánh vân bây giờ những câu nịnh nọt ma quỷ đó không biết chàng ta lôi từ đâu ra rốt cuộc là làm thế nào xông qua đại não của chàng ta mà cứ từng câu tuôn ra liên tiếp như vậy miệng lưỡi trơn tru nghiêm trang khiến tiết thần cảm thấy quá giả tạo nhưng khổ thay Tiết Vân Đào lại bị hút vào, nói thẳng lâu Khánh Vân, tôn lão kính hiền, có giáo dưỡng, lại còn nữ nhi không xứng với chàng ta gì gì nữa chứ, vân vân. Tiết thần nghe thế liền không vui, đang muốn buông chiếc đũa lý luận với Tiết Vân Đào, nàng có chỗ nào không xứng với lâu Khánh Vân. Bất quá! Không cần đợi nàng phải xuất khẩu, lâu Khánh Vân trong khóe mắt đã sớm nhìn thấy trên mặt nương tử không thoải mái, vội vàng đoạt trước, nói với Tiết Vân Đào, không không, thực sự là vãn bối không xứng với thần nhi, nữ tử như nàng thế gian khó cầu, cũng chính là nhờ bá phụ chịu buông xuống những thứ yêu thích mới để cho vãn bối có phúc khí như vậy. Tiết Vân Đào uống vô vài chén rượu, máy miệng vận hành tối đa, nghe lâu Khánh Vân bên vực tiết thần không khỏi dâng lên một trận cảm xúc, lè nhè, đúng là có thể coi như phải chịu buông xuống những thứ yêu thích. Nữ nhi đấy mà, đều là tâm can bảo bối của phụ thân. Đem nàng giao cho con, ta yên tâm trước đây ta không tốt thực xin lỗi hai mẫu nhi nàng khiến các nàng vì ta mà phải chịu khổ không ít nói thật ta vốn dĩ là muốn ở lâu với nàng thêm mấy năm nhưng không nghĩ tới nhà của con cầu hôn nhanh như vậy cho dù ta không muốn buông xuống cũng phải buông ai nha nói như thế nào lại nói đến những lời này khuê nữ tới đây rót cho cha một chén lại rót cho thế tử một chén cũng rót cho phu nhân nữa chúng ta uống chén này xong sau này chính là người một nhà. Ta chỉ muốn dặn dò thế này, thế tử cũng không cần bận tâm tục lệ lễ, lễ giáo gì, cứ thường xuyên qua lại cũng có thể. Uống nào? Chương 112, Ngọt Ngào Cả khách và chủ đều ăn một bữa cơm rất vui vẻ. Tiết Vân Đào cuối cùng đã uống đến say, sau khi uống say lời nói liền ít đi, một mình ngồi ngốc lăng lăng ở trước cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu thị đỡ ông vào phòng nghỉ ngơi, tiếc thần tự mình đi tiễn lâu khánh vân hai người hiện giờ đã đính hôn cho dù đi cùng một chỗ cũng sẽ không có người nói ra nói vào vì thế lâu khánh vân dứt khoát thả chậm bước chân từ từ mà đi tiếc thần thấy bộ dáng không muốn rời đi của lâu khánh vân bèn dẫn chàng ta đến quan ngư đình bên cạnh chủ viện ngồi xuống bốn góc đình đều treo đèn lồng hồ nước chìm vào bóng tối bất quá khi gió nhẹ gợi lên cũng hiện ra sóng nước lấp loáng dưới ánh trăng Tiết thần nhớ đến buổi hẹn hò của hai người trong ngôi thạch đình trên núi, thật là lần tao ngộ xấu hổ nhất của nàng ở đời này, thật vất vả đi ra ngoài hò hẹn, khi hai người ở chung một chỗ thì khổ nổi nàng lại tới ngày thấy kinh lần đầu, làm lâu Khánh Vân cả buổi tối chạy đi mua băng nguyệt sự cho nàng. Đến nay hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy đặc biệt thú vị. Suy nghĩ gì thế? Lâu Khánh Vân uống rượu xong, thanh âm nói chuyện nhẹ hơn bình thường. Phản phất như cọng lông chim mềm mại cọ vào lòng Tiết thần, làm con tim của nàng ngứa ngáy không thôi. Tiết thần quay đầu nhìn Lâu Khánh Vân một cái, thấy chàng ngồi dựa vào trụ đình, thân cao thẳng tắp, tuấn mỹ vô trù, thêm vài phần mị hoặc hơn so với ngày thường. Lâu Khánh Vân nghiêng đầu dựa trên trụ đình, giống như đang nằm nghiêng nắm nàng, trông càng thêm phong tình. Sau khi Lâu Khánh Vân uống rượu, mặt không đỏ mà chỉ có đôi mắt là hồng hồng. Phản phất như nam chính yêu nghiệp trong kịch nghệ chuyên môn mị hoặc thế nhân. Lâu Khánh Vân có thể mê hoặc những người khác hay không thì Tiết Thần không biết. Nhưng ngay lúc này nàng biết bản thân nhất định đã bị chàng ta mê hoặc. Tiết Thần cứ nhìn chằm chằm gương mặt tỏa ra ma lực kia, thật lâu cũng không nói chuyện. Nàng nghĩ gì thế? Xuất thần như vậy. Thấy Tiết Thần cứ yên lặng nhìn mình, Lâu Khánh Vân không khỏi mở miệng hỏi một lần nữa. Trong bóng đêm nàng thuần mỹ như một đóa u lan xuất cốc khiến người tâm động, Lâu Khánh Vân nghĩ đến đóa u lan này thêm một khoảng thời gian nữa sẽ trở thành thê tử của mình, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thỏa mãn. Tiết thần thu liễm tâm thần, thấy Lâu Khánh Vân cũng đang nhìn chầm chầm nàng liền có chút ngượng ngùng. Xoay người sang chỗ khác đối diện với mặt hồ, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi, vì sao hôm nay chàng không trèo qua cửa sổ. Nàng trở về nghe nói lâu thế tử tới, thực sự ngạc nhiên vô cùng. Lâu Khánh Vân thấp giọng cười, giải thích, vốn dĩ ta cũng muốn bò qua cửa sổ, sau lại ngẫm nghĩ, ta thật không thể vẫn luôn dựa vào bò qua cửa sổ để gặp nàng. Sau đó bèn nhớ ra, chúng ta đều đã đính hôn, đâu cần phải lén lút vậy chứ, thế là liền tới cửa. Nàng cũng nghe rồi đấy, nhạc phụ đại nhân cũng cho phép ta thường xuyên qua lại, không cần bị lễ giáo thế tục trói buộc. Tiết thần hết ý kiến nhìn chàng ta. Cố ý cười trêu cha ta là uống say thuận miệng nói vậy thôi, thế mà chàng cũng cho là thật. Hai người ánh mắt giao triền, Lâu Khánh Vân không thể nhịn được, liền duỗi tay đặt lên vai Tiết Thần, kéo nàng ôm vào lòng ngực. Tiết Thần sợ bị người nhìn thấy dãy dụa không đồng ý, lại bị chàng ta càng ôm càng chặt, ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non, đừng nhúc nhích, để ta ôm trong chốc lát, đã thật nhiều ngày ta không gặp nàng rồi. Tiết Thần phát hiện, chỉ cần lâu khánh vân dùng giọng điệu làm nũng loại này nói chuyện với nàng thì nàng liền khó có thể kháng cự mà xui quỷ khiến cứ thế để chàng ta ôm vào lòng ở trong đình ngay tại nhà mình cũng may nơi này bên cạnh chủ viện chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân quen thân hiện giờ muộn rồi nên cũng không ai đến do đó tiếp thần cũng không sợ chỉ là hơi thở nóng bỏng của lâu khánh vân phung lên một bên cổ của nàng làm thân mình nàng vì vậy mà mềm nhũng nàng vốn không thích mùi rượu đời trước Tống An Đường thường xuyên uống say trở về nàng đều sẽ trực tiếp đẩy hắn đến phòng thiếp thị, hoặc là dứt khoát tự mình rời khỏi phòng đến trụ tại phòng cho khách. Tuy nhiên, tiếp thần lại không cảm thấy mùi rượu trên người lâu Khánh Vân khó ngửi, thậm chí còn cảm thấy một cổ thân mật khiến người mặt đỏ tim đập. Ông trong chốc lát, tiếp thần liền cảm giác người nào đó miệng và tay đã bắt đầu không thành thật, đôi môi nhấm nháp vành tay của nàng, tay cũng từ bả vai chậm rãi trượt xuống tới eo. Tiết thần giật mình tránh ra, đôi tay chống trước ngực Lâu Khánh Vân mắng, có chừng có mực. Lâu Khánh Vân tự hồ lại quyết định muốn chơi xấu, hả? Có chừng có mực là ý gì? Nói xong liền duỗi tay ở trên eo tiết thần nhéo một cái. Tiết thần vừa ngứa vừa tê, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lâu Khánh Vân thấy nàng như vậy, lại là không tim không phổi nở nụ cười, rốt cuộc tìm về được một chút lý trí. Không thể tại nơi lộ thiên này làm ra chuyện khác người, không khỏi bắt đầu bực bội, lần tới ta quyết định, vẫn bò cửa sổ, tuy rằng giống trộn nhưng ít nhất nàng sẽ không bắt ta phải có chừng có mực. Tiếp thần lười tranh cãi vấn đề này với chàng ta, lườm một cái, chàng sao giống như một tiểu hài như vậy. Canh giờ không còn sớm, ta đưa chàng ra cửa. Lâu Khánh Vân ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, dĩ nhiên cũng biết canh giờ không còn sớm, nhưng lại không đứng dậy mà vương một bàn tay cho tiết thần. Tiết thần khó hiểu, chàng ta liền lười biến giải thích, say rồi, thân mình mềm nhũng, nàng kéo ta một chút. Tiết thần bất đắc dĩ cực kỳ, đối với hành vi được một tất lại muốn tiến một thước của người nào đó rất là kinh bỉ, nhưng cuối cùng vẫn là thua dưới ánh mắt khẩn cầu của chàng ta, duỗi tay cầm lấy tay chàng ta nhưng không cách gì kéo lên được. Người nào đó như nguyện chọc được tay nàng nắm chặt, vì thế bèn lên tinh thần, đứng lên nắm tay tiết thần chủ động đi ra đại môn. Tiết thần đi theo phía sau Lâu Khánh Vân, tay bị chàng ta chặt chẽ nắm lấy, tránh không thoát, trốn không thoát. Mà trên thực tế, chỉ có Tiết thần mới biết, cho dù chàng buông lỏng tay thì nàng cũng sẽ không muốn rút ra, Lâu Khánh Vân chính là có loại mị lực khiến nàng không tự chủ được muốn đi theo chàng. Cho dù địa lão thiên hoang, nàng cũng nguyện ý cùng chàng đi hết con đường. Một bước kéo thành hai bước, cuối cùng vẫn đi tới đại môn. Người gác cổng đêm tiếng lại thỉnh an bọn họ lâu khánh vân liền đem bàn tay hai người đang giao nhau giấu ra sau lưng thẳng đến khi lão chương gác cổng mở then cửa thì mới lưu luyến buông ra tiết thần đưa lâu khánh vân ra đại môn triệu lâm thụy đã dắt ngựa lại gật đầu chào hỏi tiết thần bởi vì nàng cùng lâu khánh vân còn chưa chính thức thành thân triệu lâm thụy có quan chức nên đương nhiên không cần hành lễ với tiết thần gật đầu chào hỏi chỉ vì khách khí mà thôi trước khi lâu khánh vân lên ngựa bèn xoay người dặn dò tiết thần về sau có chuyện gì nhớ rõ tìm ta trước tiên, không cần một mình nghẹn ở trong lòng. Nàng cứ thử vài lần sẽ thấy ta rất đáng tin cậy. Tiếp thần ngẩn người, ngay sau đó hiểu ra, nhất định là vụ Úc Thị và Tống An đường tính kế nàng Lâu Khánh Vân đã biết, vì thế sợ nàng khổ sở nên đêm nay mới lại đây bái phỏng chứ gì. Trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, tiếp thần không nói gì chỉ cúi đầu cười cười thẹn thùng rồi khe khẽ gật đầu. Hai người thập phần ăn ý, nàng không cần phải nói nhưng lâu khánh vân vẫn biết nàng đồng ý với lời dặn dò của mình bên cạnh có người nhìn chầm chầm nên bọn họ cũng không nói được gì làm không được gì bèn dứt khoát cáo biệt tiết thần nhìn lâu khánh vân xoay người lên ngựa nhìn theo cho đến khi hai người thúc ngựa rời khỏi ngõ yến tử thì tiết thần mới xoay người trở vào phủ trong lòng như có trăm hoa nở rộ tung tăng về tới thanh tước cư tâm tình vui vẻ thế nào không cần nói cũng biết hóa ra lưỡng tình tương duyệt thật là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Loại cảm giác tín nhiệm lẫn nhau đến mức có những bí mật chỉ có đối phương mới biết đến thật sự sẽ khiến người phát nghiện. Dạo này Tống An đường cảm thấy hắn thật xui xẻo đến tột đỉnh. Có cảm giác ngay cả cuốn miếng nước cũng dính kẻ răng. Hắn đang êm đẹp đi trên đường bỗng dưng bị người đập bể đầu máu chảy ròng ròng, không đợi hắn phản ứng lại thì người nọ đã không thấy tung tích, thật vất vả mướn người tìm được kẻ hành hung kia lôi đến kinh triệu phủ, nhưng rốt cuộc đưa đến kết quả hắn bị nọc ra đánh 20 bản tử. Ông cái mông nở hoa vừa ra khỏi kinh triệu phủ thì ai ngờ một xe bò chuyên chở cứt trâu vọt thẳng tới trước mặt hắn. Hắn tránh được con bò nhưng lại không may mắn để tránh được cứt trâu văng tung tóe toàn bộ. Thân hình đều bao phủ bởi cứt trâu thối hoắc tựa hồ vẫn còn ấm. Trên đường chật vật về nhà thì lại gặp họa vô đơn chí. Hắn cúi đầu trà lau chỗ dơ bẩn trên người không chú ý đằng trước có người đang sơn tường nên đâm thẳng vào. Cả một thùng sơn chu sa liền đổ ập lên người hắn, khiến cho sườn mặt và trên tay đều dính đầy sơn đỏ thắm, thật vất vả lê thân về đến nhà, chỉ là chu sa trên người làm thế nào cũng rửa không sạch, không chỉ có rửa không sạch mà một lát sau trên người liền bắt đầu nổi sởi, suốt đêm hô đại phu lại đây chẩn trị, nói là do hắn dị ứng. Với chu sa, lại khai hơn 10 bao dược còn đắng hơn cả hoàng liên, một ngày uống 4 lần. Mỗi lần 6 chén nước đun thành 3 chén trên cơ bản một ngày uống dược liền không cần ăn cơm, nhưng dược này cũng thật kỳ quái, chỉ cần không uống thì bệnh sởi lại tái phát ngay, cho nên Tống An Đường cũng không dám trì hoãn một ngày nào, tuy là một ngày uống bốn lần mà trên mặt vẫn để lại vết sẹo, phải chờ một thời gian sau mới từ từ biến mất. Mà không chỉ Tống An Đường, toàn bộ Tống Gia dạo này tự hồ đều bao phủ trong một mảnh xui xẻo. Tống An Đường thì không cần phải nói, trong thời gian chữa trị cả ngày đều trốn ở trong viện chỗ nào cũng không dám đi. Còn Úc thị cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy ngày này khắp nơi đều loan truyền câu chuyện về thân thế của Úc thị, từ lúc bắt đầu thì lời đồn về thân mẫu bán đậu hũ là còn đỡ nhất, đến cuối cùng diễn biến thành thân mẫu Úc thị xuất thân từ Thanh Lâu, vân vân. Úc thị tức giận đến mức quả thực muốn nổi điên, phái người đi ra ngoài tra xét tận gốc xem ai là kẻ có ác ý tung tin đồn đãi kia chỉ là vô luận úc thị tra như thế nào vẫn không tra được nguyên nhân cụ thể mà trường ninh hầu hình như cũng bị chút ảnh hưởng ở trong triều không thể hiểu vì sao đột nhiên có người đứng ra buộc tội có chút chuyện lông gà vỏ tỏi vậy mà cũng phải có người nắm chặt không buông một hai phải làm ông ta mất hết mặt mũi ở trước mặt thánh thượng mới bằng lòng bỏ qua chuyện xui xẻo của tống gia thật vất vả mới qua đi hai tháng sau bọn họ đúng hẹn đi đến ngụy gia nên thú ngụy chỉ lan nhập môn úc thị vốn dĩ không tính toán làm phô trương cho ngụy chỉ lan cũng chỉ là trong phủ giăng đèn kết hoa một cách sơ sài dùng kiệu hoa tầm thường đưa tân nương tử vào phủ bái đường bệnh sởi trên mặt tống an đường còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn mấy ngày nay uống dược tới mức hai chân của hắn cũng mềm nhũng ra buổi tối đừng nói là động phòng ngay cả khăn hỉ cũng chưa nhấc ra thì hắn đã ngủ mất rồi ngày hôm sau Thăng hỷ của Ngụy Chỉ Lan mới được lấy xuống, kiệt sức đi thay một bộ xiêm y xong liền bị bà tử kéo đến chính viện của Úc thị, nói là Úc thị phải giảng giải cho tân tức phụ một chút quy củ của Tống gia, vân vân. Chương 113: Chờ gả. Trường Ninh hầu phủ gần đây thật sự có quá nhiều chuyện buồn bực, Tống An Đường ở bên ngoài gặp xui xẻo không thể hiểu được về nhà còn mắc phải bệnh quái lạ, miễn cưỡng thành thân, ngay cả phu thê động phòng cũng làm không được, phải hơn 10 ngày sau thì tình huống mới thoáng chuyển tốt một chút. Còn lời đồn đãi về thân thế của Úc thị ở bên ngoài khiến cho Úc thị trong khoảng thời gian này căn bản không dám ló mặt đi thăm thân hữu, ngay cả ra cửa cũng không dám, suốt ngày ở trong phủ dạy dỗ Tức phụ vừa cưới vào cửa. Mà nói đến xuất thân của Tức phụ này thì ngay cả thiếp thị cũng không bằng. Úc Thị không chỉ không cho nàng ta một chút quyền lợi nào, còn ngày ngày hành hạ tức phụ bắt học quy củ, nghiễm nhiên chính là một phó bản của ngụy lão phu nhân. Hơn nữa sau vài lần giáo huấn, Úc Thị liền trực tiếp muốn ngụy Chỉ Lan đưa ra của hồi môn để xung nhập vào công khố. Của hồi môn của ngụy Chỉ Lan là một nửa sản nghiệp của ngụy gia nàng ta và ngụy Chỉ Cầm cùng phân chia, đây chính là thứ nàng ta ỷ lại để sinh tồn, không bao giờ có khả năng xung nhập vào công khố của Tống Gia mặc kệ Úc Thị hành hạ nàng ta thế nào thì nàng ta nhất định không chịu nhả ra. Úc Thị ép bức quá sát. Nàng ta dứt khoát bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm người ngụy gia đến trước cửa trường Ninh Hầu Phủ làm ầm ĩ. lôi tâm tư của Úc Thị nói toạt ra trước mặt mọi người, nói là nếu Úc Thị muốn ép bức, nàng ta liền đến kinh triệu phủ đánh trống kêu oan, để xem trong thiên hạ có đạo lý gì mà bà bà đoạt của hồi môn của tức phụ. Úc Thị không ngờ ngụy chỉ lan lại lưu manh như vậy. Lúc trước nàng ta đã dọa muốn đem bằng chứng thả mê tình dược đi kinh triệu phủ tố cáo Tống An đường chơi gian làm vấy bẩn nàng ta. Nhưng dù sau đó chỉ là thủ đoạn nàng ta dùng để hù dọa Tống An đường. Đâu thể nào thật sự lôi chuyện này đến kinh triệu phủ cáo trạng, đâu phải nàng ta thật sự không cần thanh danh. Nhưng lúc này lại không giống lúc trước, lúc này là Úc Thị dơ đuốc cầm gậy muốn cướp của hồi môn của nàng ta, đây là sinh mệnh của nàng ta, đâu thể nào để Úc Thị thực hiện được mục đích ngụy chỉ lan lập tức liên hệ với ngụy gia đáp ứng cho bọn họ tiền bạc mướn bọn họ mang theo dòng phụ của ngụy gia đến trước cửa trường ninh hầu phủ làm ầm ĩ làm trò trước bốn phía phố phường vạch trần trò xiết của úc thị đánh đòn phủ đầu khiến úc thị có miệng cũng không chối được đành phải trước mặt mọi người hứa hẹn sẽ không động đến của hồi môn của ngụy chỉ lan nếu không làm như thế ngụy gia đều là hạng người lưu manh du côn có thể thật sự phải xông vào phủ lôi mụ ta đến kinh triệu phủ cho tới bây giờ quốc thị mới có chút minh bạch mình đây cưới về một củ khoai lang phỏng tay vốn tưởng rằng chỉ cần không cho nàng ta phô trương không cho nàng ta mặt mũi thì ngụy chỉ lan có thể cảm thấy nang tham nhưng người ta căn bản không ngại bây giờ mới vừa miễn cưỡng cưới vào mới vừa vào cửa mấy ngày liền dám triệu tập người của mẫu gia đến trước cửa mà nháo thấy thế nào cũng không phải là tiểu thư của một gia đình đứng đắn có thể làm ra Úc Thị lần đầu tiên cảm giác được hối hận là gì nhưng đã quá muộn. Một trận này Ngụy Chỉ Lan thắng vô cùng xinh đẹp. Úc Thị trong khoảng thời gian ngắn không dám động đến của hồi môn của nàng ta, đành phải ở trong phủ dùng quy củ cố gắng hành hạ nàng ta, thậm chí còn hạn chế không cho nhi tử cùng phòng với nàng ta. Vì thế Ngụy Chỉ Lan đã gả vào Tống Gia gần một tháng, Tống An Đường vẫn chưa bước vào viện nàng ta một bước. Bên phía Tống Gia nháo đến mức gà bay chó sủa, tiếp gia bên này lại vô cùng hòa hợp. Tết đoan ngọ là lúc phu gia của quê nữ đã xuất giá có phong tục tặng lễ vật về nhà cho mẫu gia, nhưng tiết thần còn chưa gả đi mà lâu gia đã tặng đến lễ vật rất phong phú trong dịp Tết đoan ngọ, đây đã chứng tỏ lâu gia rất coi trọng tức phụ tương lai. Bốn gánh quà lễ đưa đến ngõ yến tử đều những tặng vật theo tục lệ của Tết đoan ngọ, ngoài ra còn có mấy xe rượu cống lan lan xuân, vạn kim khó cầu đều kéo vào đại môn tiết gia trên tất cả bánh ú đoàn viên đều có dáng chữ ngự tứ có thể thấy được mấy thứ này đều rất có lai lịch hiện giờ tiết vân đào thật hận không thể nhận tế tử tương lai lâu khánh vân làm nhi tử chỉ cần nghe được có người nhắc đến hắn là ông đã cười không khép miệng được liên tiếp khen ngợi hắn khắp nơi khen đến nỗi muốn nâng hắn lên tận trời lâu khánh vân cũng thật ngoan ngoãn câu trước câu sau đều cho tiết vân đào thể diện cực đại ngay cả vệ quốc công lâu chiến cũng cứ mở miệng là kêu tiết vân đào lão đệ, giống như sợ người khác không biết lâu gia và tiết gia đã kết thân gia. Chiếu theo lời cho phép của tiết vân đào, từ sau khi lâu khánh vân tới cửa bái phỏng thì số lần xuất nhập tiết gia đã có thể nói là thường xuyên, cứ ba ngày hai bữa là tới cửa, kinh động đến cả đông phủ. Ninh Thị còn cố ý kêu Tiết Vân Đào trở về chỉ để bỏ nhỏ chuyện này với Nhi Tử, hỏi Nhi Tử có phải lâu thế tử qua lại quá tự do tiết vân đào thì khen ngược vỗ ngực làm người bảo đảm cho lâu khánh vân gánh lấy hết thảy trách nhiệm lên người không hề kéo chân sau của lâu khánh vân và tiết thần một chút nào mùa hạ này thật nóng đến mức khó chịu tiết thần mặc bộ váy lụa xùề ngồi dựa vào quan ngư đình hận không thể biến thành con cá lặn xuống nước cho mát lâu khánh vân ngồi ở bàn đá lột quả vải cho nàng quả vải cống phẩm của quảng tây đưa vào cung vệ quốc công phủ được mười sọc lâu khánh vân đem năm sọt tới tặng tiết gia ba sọt ở ngõ yến tử hai sọt đưa đến đông phủ tiết gia lúc trước thật cũng không phải chưa bao giờ được ăn quả vải chỉ là không có năm nào giống năm nay trên dưới toàn phủ đều có thể ăn hiện giờ lâu khánh vân đến tiết gia quả thực còn được hoan nghênh hơn so với chủ nhân tiết gia hơn nữa lâu khánh vân không hề làm giá ngay cả a bá quét rác hắn cũng có thể trò chuyện vài câu trong phủ thật không có ai mà không thích cô gia tương lai này Tiết thần cũng thực sự rất bội phục bản lĩnh xoay chuyển càng khôn của Lâu Khánh Vân, chàng ta được năng khiếu trời cho có thể làm một chuyện thực ngượng nguồn biến thành một cách tự nhiên như là ăn cơm uống nước, một cô gia tương lai chưa đón dâu lại có thể cần mẫn đi đến nhà nhạc phụ tương lai như vậy. Lâu Khánh Vân lột vài quả vải đặt trên chén băng sau đó đưa đến trước mặt tiết thần, lột xong rồi đó nàng ăn đi. Có muốn ta đút cho nàng không? Tiết thần nhìn bộ dáng, nóng lòng muốn thử, của Lâu Khánh Vân, không khỏi lường chàng ta một cái coi thường, sau đó tiếp nhận chén băng, bỏ một quả vải mát lạnh vào miệng mới cảm thấy thời tiết hầm hập đỡ hơn một chút, hỏi Lâu Khánh Vân, dạo này đại lý tự không bận rộn gì sao? Làm thế nào cứ ba ngày hai bữa là chàng lại tới đây? Lâu Khánh Vân ngồi một bên nhìn Tiết Thần ăn, trên mặt khô mát không hề có một chút mồ hôi nào. Tiết Thần đột nhiên có điểm hâm mộ thể chất của chàng ta. Nghe Lâu Khánh Vân trả lời, bận chứ bất quá có bận cũng phải tới thăm nương tử. Tiết thần nóng đến nỗi không có sức lực khắc khẩu với chàng ta. Lâu Khánh Vân bắt đầu lại nhảy nói chuyện với nàng, chỉ cần có chàng ở trước mặt thì Tiết Thần vĩnh viễn không có thời điểm cảm thấy nhàm chán, cho dù thời tiết nóng bức, tâm tình bực bội, chỉ cần thấy chàng liền cảm thấy hết thảy đều có thể chịu đựng được. Lâu Khánh Vân thấy nàng vừa đến mùa hè liền yếu xìu, còn gầy thành như vậy, không khỏi lên kế hoạch, chờ mùa hè sang năm ta sẽ dẫn nàng đi thừa đức. Ta có trang viên ở đó. Chúng ta sẽ đến đó vào tiết đại thử ở cho đến tiết lập thu thì trở về. Chỗ đó còn có một vườn nho, chúng ta rảnh rỗi liền có thể đi hái nho ăn. Tiết đại thử là ngày nóng nhất trong năm bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8. Tiết lập thu là lúc thời tiết chuyển sang mùa thu, bắt đầu mùa thu hoạch từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Tiết thần bị chàng ta chọc cười. Toàn bộ mùa hè nàng bị giảm cân nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng của Lâu Khánh Vân mà không có thống khổ như những năm trước, thẳng đến khi thời tiết bắt đầu mát mẻ lại thì những ngày khổ sở của tiết thần rốt cuộc chấm dứt. Lại qua mùa thu, tiết thần liền chính thức phải chuẩn bị dọn đường cho lễ thành thân. Dưới sự giám sát của Ninh Thị, tiết thần theo tốt hai bộ áo cưới và bao gối, còn sim y và vỏ chăn thì đều do tú nghệ sư tốt nhất của Kinh Thành tới phủ để làm. Hết thảy đều do Ninh Thị và Tiêu Thị phụ trách, không cần tiếc thần nhọc lòng. Còn hôn sự của tỉnh Tỷ Tỉ Nhi và Đường Phi là vào tháng 6 sang năm, nói cách khác, từ giờ trở đi tỉnh Tỷ Tỉ Nhi cũng phải bắt đầu theo áo cưới, làm bao gối. Bất quá, tỉnh Tỷ Tỉ Nhi lại rất thích làm mấy thứ này, suốt ngày nghẹn ở trong phòng cũng không cảm thấy buồn. Đến tháng 11, ở chỗ tiết tú rốt cuộc truyền đến tin tức, hai di nương của nguyên gia đã bị tống cổ đến thôn trang, mà nàng cũng đã mang thai tin này làm mọi người trong tây phủ đều cao hứng một phen bởi vì chỉ cần tiết tú sinh hài tử thì mới xem như đứng vững gót chân ở nguyên gia mà không thể nghi ngờ hài tử này của tiết tú tới thật sự quá kịp thời tiết thần và hàn ngọc cùng nhau đi nguyên gia thăm tiết tú bởi vì đang trong ba tháng đầu nên thai tượng còn chưa vững chắc do đó tiết tú liền nhất nhất theo lời đại phu nằm ở trên giường dưỡng thai hai người được ma ma cận thân của tiết tú đón vào thấy tiết tú đang thò người ra mép giường mà nôn, nôn đến nỗi ruột gan đứt từng khúc, khiến tiết thần và hàng ngọc đều sợ hết hồn. Chờ khi nàng nôn xong mới tiếp nhận trà trong tay nha hoàng uống một ngụm, vỗ vỗ vào bên cạnh giường nói với tiết thần và hàng ngọc, các muội mau ngồi đi, ta thật không có biện pháp chiêu đãi các muội, vật nhỏ này quá hành người. Tiết thần và hàng ngọc nhìn nhau, sau đó một người ngồi ở đôn nhỏ ở đầu giường, một người ngồi trên mép giường ba người đang nói chuyện thì thấy nguyên phu nhân đích thân dẫn người bưng một chén canh gà lại đây tiết thần và hàn ngọc hành lễ với nguyên phu nhân nguyên phu nhân cũng biết tiết thần là biểu ngụy của tức phụ đã đính thân với vệ quốc công phủ bởi vậy đối với bọn tiết thần tới chơi thực là cảm kích ân cần chu đáo cho tiết gia không ít thể diện bởi vì tiết tú vẫn nôn liên tục cho nên tiết thần và hàn ngọc cũng không thể nói chuyện được nhiều với nàng chỉ dặn dò vài câu ráng dưỡng cho thật tốt rồi quay trở về Vừa về đến phủ là đúng lúc tiêu thị muốn tìm nàng, nói một đám trang sức mới vừa làm xong muốn tiết thần đến chọn, tuy rằng tất cả đều mang đến lâu gia, nhưng có bộ dùng để làm quà, có bộ để cho nàng dùng. Vì thế phải phân biệt ra nên muốn tiết thần tự mình xem xét mới được. Trang sức do nữ trưởng quầy của cửa hàng đích thân mang lại, nhìn thấy tiêu thị và tiết thần bước vào liền vui sướng đứng lên, cuối người hành lễ với tiêu thị và tiết thần, cực kỳ hòa khí sau khi ba người ngồi xuống nữ trưởng quầy liền xốc lên tấm lụa đỏ phủ trên bàn lộ ra ba mâm bọc vải nhung đỏ thẫm bên trong bày chỉnh tề đủ loại trang sức màu sắc kiểu mẫu đa dạng hoa hòe lộng lẫy ánh vàng rực rỡ khiến người chói mắt tin tức tiết đại tiểu thư sắp thành thân truyền ra ngoài mặc kệ là cửa hàng hay điền trang xa đến mức nào đều sai người mang hậu lễ vội vàng đưa tới kinh thành còn các trưởng quầy và trang đầu bên trong kinh thành và vùng phụ cận thì đều đích thân tới cửa chúc mừng tiết thần đưa lễ vật biểu lộ tâm ý, tất cả các quà tặng này đều được tiêu thị ghi vào danh sách của hồi môn, sau đó nhập vào quà cưới của tiết gia. Chỉ riêng quà tặng thôi mà gom lại cũng đến 80 gánh, chưa kể đến tiền biếu. Từ khi tiết thần tiếp nhận của hồi môn của Lưu Thị, tất cả các cửa hàng đều có sự phát triển mạnh về tiền lời, rất nhiều cửa hàng mới được đầu tư lại bỗng nhiên nổi tiếng, khiến cho tiết thần kiếm lời không ít đồng thời cũng cho các trưởng quầy thêm hoa hồng. Những biến đổi này các trưởng quầy cũng đều thấy rõ, trong lòng rất rõ ràng ai mới có thể hướng dẫn bọn họ cách kiếm tiền, đương nhiên tìm mọi cách định bợ tiết thần. Mắt thấy đã vào tháng chạp, trong cung ban xuống cháo mồng 8 tháng chạp, Tiết Vân Đào liền cung phụng chén cháo tới trước bài vị tổ tiên, dẫn đầu cả nhà cùng nhau quỳ lạy tế tổ, tạ chủ Long Ân. Của hồi môn của Tiết Thần đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tiêu thị phải trưng thu thêm vài viện làm thành khố phòng tạm thời để cất chứa toàn bộ của hồi môn. Người đưa gã tiếp thần đương nhiên là tỉnh Tỷ Tỉ Nhi và Hàng Ngọc. Tiếp tú mang thai nên không tiện bồi nàng, Tiết thần đương nhiên hiểu được, muốn tiếp tú phải tỉnh dưỡng cho tốt, không cần nhọc lòng chuyện khác. Bởi vì hôn sự của Tiết thần cùng Lâu Khánh Vân là vào ngày 8 tháng Giêng, cho nên đầu năm nay tiết gia và lâu gia đều có chút bận rộn. Bất quá hai nhà đều thập phần cam tâm tình nguyện, Lâu gia thì khỏi cần phải nói, trước đó Lâu Chiến và trưởng công chúa đã tuyệt vọng chuẩn bị để Nhi Tử đi làm, hòa thượng, nhưng bất thình lình Nhi Tử không thèm làm hòa thượng nữa, còn tìm cho hai vị một tiểu thư gia thế tương đối đáng tin cậy vào cửa. Hai vị vĩnh viễn cũng sẽ không quên khi Lâu Khánh Vân trở về thuộc lại cho hai vị tao ngộ của bọn họ ở Trác Châu, tình cờ gặp gỡ Tiết Tiểu Thư, chịu ân cứu mạng của Tiết Tiểu Thư, hơn nữa còn nói ra nguyện vọng muốn cưới Tiết Tiểu Thư làm thê vệ quốc công lâu chiến cả đời nặng nhất là trọng tình trọng nghĩa lập tức ở trong lòng đã nhận định tiết đại tiểu thư chính là tức phụ nhi của ông trưởng công chúa tuy dương càng vui mừng không xiết sự khát vọng được một tức phụ nhi đã siêu việt hết thảy đây là thời điểm đừng nói lâu khánh vân nguyện ý cưới một tiểu thư quan gia cho dù hắn muốn cưới một cô nương bình dân thì bà cũng sẽ cắn răng đồng ý thế là bà lập tức hưởng ứng lời hối thúc của vệ quốc công lôi tất cả quà tặng đã cất giữ cho tức phụ tương lai mấy năm qua chỉnh lý gọn gàng, không quá mấy ngày đã chuẩn bị ổn thỏa hết thảy tới cửa tiết gia cầu hôn. Mà tiết gia bên kia, lúc bắt đầu thì bị ép lâm vào thế không thể không đáp ứng, dần dần biến thành phi quân không gã, trong đó cũng 10 phần liên quan đến việc Lâu Khánh Vân thường xuyên tới cửa lấy lòng. Hiện tại trên dưới tiết gia, đừng nói là tiết vân đào, ngay cả Ninh Thị và Tiết Kha cũng khen tôn nữ tế tương lai không dứt miệng. Chưa nói đến thân phận thế tử vệ quốc công phủ của Lâu Khánh Vân, chỉ là xét riêng tính tình lễ nghĩa thập phần chu toàn cũng đủ để cảm thấy hắn thật là một hài tử tuyệt vời. Phi quân không gả, không phải chàng thì em hỏng theo. Một mối hôn nhân mà được đến hai nhà chung tay thúc đẩy thì làm sao mà không náo nhiệt cho được? Tuy rằng bên ngoài cũng có lời đồng thổi về việc dòng dõi hai nhà không thích hợp, nhưng không hề ảnh hưởng một chút nào đến nguyện vọng kết thân của hai nhà mắt thấy ngày lành này liền phải tới tay, vệ quốc công và trưởng công chúa tuy dương suốt ngày vui vẻ ra mặt. Bộ dáng nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đã được đạt thành. Chương 114, xuất giá. Bắt đầu từ mùng 1 tháng Giêng, tiết gia đã bận rộn chuẩn bị cho hỷ yến vào mùng 8. Khỉ phục của tiết thần cũng đưa tới khuê phòng của nàng, hàng ngọc và tỉnh tỷ Tỉ nhi mỗi ngày đều tới bồi nàng. Tuy vậy tiết thần ít nhiều gì vẫn có chút lo âu, Mấy ngày nay Lâu Khánh Vân cũng bị nhốt trong phủ phối hợp chuẩn bị mọi việc, người nàng cần để được an ủi thì lại không thể gặp mặt. Vào hôm mùng 6, Tiết Tú cũng từ nguyên gia trở về, bụng đã to hơn một chút, không còn nôn ra nữa, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng và Tiết Thần Tâm sự một hồi mới làm Tiết Thần giải thoát được cảm xúc khẩn trương. Vào buổi tối mùng 7, Tiết gia và Lâu gia đều tổ chức tiệc ấm rượu ở từng nhà, khoản đãi một nhóm thân khách từ xa tới tất cả thân thích cũng thừa dịp này tới tụ hội để gặp nhau, chờ đợi ngày chính vào hôm sau. Từ rạng sáng ngày mùng 8, Tiết thần cảm giác mình mới vừa ngủ đã bị người dựng dậy, thay hỷ phục đỏ thắm, sau đó lại xe mặt, trang điểm, từ rạng sáng bận rộn tới hừng đông mới chải chuốt xong trang dung. Trước khi tô xong môi thì hỷ nương đem vào một chén chè trứng gà cho tiết thần. Tiết thần ăn xong một bụng rồi mới bôi son, vậy có nghĩa là thẳng đến lúc vào hỷ phòng trước khi mở khăn trùng đầu thì tiết thần không thể ăn bất kỳ cái gì đời trước tiết thần đã xuất giá nhưng không có những trình tự như vậy khi tống gia cưới nàng tuy không giống kiếp này cưới cho có lệ như ngụy chỉ lan nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu mà khi đó tiết gia cũng đã hoàn toàn từ bỏ nàng căn bản không vì nàng làm bất cứ chuyện gì ngay cả tiết vân đào cũng chỉ đưa nàng vài tấm ngân phiếu là xong mà còn do từ tố nga cấp cho Hồi tưởng lại sự đau khổ của đời trước, Tiết thần cảm khái rất nhiều, một nữ tử thật sự phải tìm cho đúng người để gả thì mới có thể không oán không hận sống với nhau suốt cuộc đời. Nếu tìm không đúng người thì ngay từ ngày xuất giá đã khởi đầu số phận bi thảm cả đời, ngày ngày phải sống chung với người mình không thích, đó là một sự tra tấn lập đi lặp lại. Tiếng pháo bên ngoài vang lên, Tiết thần nhìn thoáng qua khuê phòng của mình lần cuối cùng, chỉ cần đắp lên khăn hỉ của lâu gia thì sau này nàng không còn thuần túy là tiết đại tiểu thư nữa, mọi người nhắc đến nàng đều sẽ gọi nàng là tức phụ của lâu gia. Hỉ khăn đỏ rực ngăn trở tầm mắt của nàng, cũng giống như cắt dứt sợi dây liên lụy của nàng với tiết gia. Lâu Khánh Vân mặc một thân hỉ bào đỏ thắm hiên ngang cởi trên lưng ngựa. Khí phách hăng hái, phía sau dẫn theo người tiếp tân cùng đội ngũ đón dâu. Tiết Vân Đào tự mình đứng trước cửa đón chào, Lâu Khánh Vân xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt tiết vân đào nhanh nhẹn quỳ xuống hô vang nhạc phụ đại nhân tại thượng xin nhận tiểu tế một lạy tiết vân đào cười đến không khép miệng được tự mình tiến về phía trước nâng lâu khánh vân dậy vỗ vỗ vai hắn sau đó chào hỏi những người tiếp tân theo sau xong rồi mới đưa bọn họ vào phủ tiết thần được hỉ bà diều vào trong sảnh hai người cùng hướng về tiết vân đào và tiêu thị quỳ cáo biệt tiêu thị nhìn tiết thần trong mắt sớm đã ướt ác. Tiết Vân đào càng có nhiều cảm xúc hơn, tuy không rơi lệ nhưng nước mắt cũng rưng rưng. Tiết thần không nhìn thấy bên ngoài, chỉ biết Hỉ Nương thay giày mới cho nàng, đạp lên tấm vải nhung, sau đó trong tay được nhét vào một đôi đũa, rồi cả người liền nằm trên một tấm lưng dày rộng với hỉ bào đỏ thẩm theo hoa văn chìm làm Tiết thần càng thêm khẩn trương, thẳng đến khi nàng được cõng ra tới cửa thì Hỉ bà mới ở bên tai nàng nhẹ giọng thầm thì, "Đại tiểu thư, mau đem đôi đũa trong tay dùng sức vứt ra phía sau." chúc tiểu thư cùng cô gia sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Tiết thần hiện giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cũng không phải là thời điểm để nàng thẹn thùng, giơ tay vứt đôi đũa thật mạnh về phía sau. Sau đó nàng liền nghe thấy tiếng kèn sáo và tiếng pháo in ỏi ngoài cửa, trong không khí vui mừng đó, tiết thần được vững vàng cổng vào bên trong kiệu hoa. Ngựa xe khởi hành, dần dần rời xa ngõ yến tử hướng tới vệ quốc công phủ ở phố Chu Tước Sầm Quốc thanh âm hoan hỷ của kèn sáo vẫn chưa từng ngừng lại, đi một lúc sau tiết thần liền nghe tiếng pháo từ đầu ngõ vang lên, giọng nói ồn ào của người xung quanh càng ngày càng nhiều, cổ kiệu rốt cuộc dừng lại. Khỉ bà sướng ngâm kêu tân lan đá cửa kiệu, lại cổng tân nương tử nhập vào đại môn của phu gia. Sau đó hai người nắm trong tay một dải lụa hồng, bước qua chậu thang, đi trên thảm các tường một đường trải đầy hoa tươi vào tới lễ đường, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau khi kết thúc buổi lễ, câu sướng đưa vào động phòng của Hỷ nương thật sự làm Tiết thần cảm thấy có chút thẹn thùng, may mắn Hỷ khăn đã che mặt nàng. Đầu kia của Hồng Lộ căng lên một chút dẫn nàng tiến về phía trước, bên cạnh tựa hồ có rất đông người đi theo, thanh âm nói cười không ngừng. Đi trong chốc lát liền vào một tòa viện, bậc thang bằng ngọc thạch hồng sơn, thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng xa hoa quý khí. Bước qua ngạch cửa, Tiết thần bị ấn ngồi xuống trên giường nệm dựa vào cơ hội thu lại hồng trù lâu khánh vân ở bên tai tiết thần nhẹ giọng dặn dò ta kêu người giấu vài chiếc bánh dưới nệm nàng hãy lén ăn trước một chút buổi tối ta ráng về phòng sớm hơn nói xong lời này lâu khánh vân nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo tay tiết thần sau đó mới ở trong tiếng ồn ào của mọi người rời khỏi hỷ phòng thêm một lát sau khỉ nương liền đem tất cả khách khứa đều tiễn ra ngoài nội gian to như vậy bèn trở nên trống rỗng chỉ có tiết thần và mấy nha hoàng hầu hạ nàng. Khâm Phượng và Chẩm Nguyên dĩ nhiên là ở một bên, chẳng qua ngại có hỷ nương ở đây nên bọn họ không tiện hỏi hang ân cần với tiết thần. Qua không bao lâu, tiết thần liền nghe thấy cửa phòng lại bị người mở ra, sau đó có tiếng bước chân đi vào dùng dập, một nha hoàng đặt vào tay tiết thần một lò sưởi tay bọc nhung nóng bỏng, thấp giọng nói, phu nhân dùng cái này trước, thế tử nói chỉ trong chốc lát liền quay lại. Tiết thần nhìn không thấy nàng ta, Bất quá từ giọng nói vẫn có thể nhận ra đây là nha hoàng đã vài lần đưa Tiết Thần đến điểm hẹn với Lâu Khánh Vân lúc trước. Tiết Thần gật đầu hỏi nàng ta, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Nha hoàng kia khẽ khàng trả lời, nô tỳ tên Tô Uyển, là người hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Thế Tử ở ngoại viện. Nô tỳ cùng với phụ mẫu huynh đệ đều làm việc cho Thế Tử, phu quân của nô tỳ là trưởng tử của Lý trưởng quầy Lý Phúc Quý nhờ có phu nhân nên nô tỳ được thế tử điều đến nội thất để hầu hạ. Sau này người một nhà của nô tỳ đều nghe theo lệnh của phu nhân và thế tử. Tiết thần thấy nàng ta nói chuyện trật tự rõ ràng, hồi tưởng lại vài lần gặp nàng ta lúc trước, khi đó nàng ta còn búi tóc kiểu cô nương. Nhưng một đoạn thời gian không gặp, vậy mà nàng ta cũng đã gã rồi, nhất thời hơi có chút cảm xúc, quay sang một bên hô, khâm phượng, ngươi thay ta chọn một món gì tốt để cảm ơn vị tỷ tỷ này. Khâm Phượng lĩnh mệnh, Tô Viễn kinh ngạc tìm mọi cách chối từ, cuối cùng vẫn nhờ Khâm Phượng cuốn ba tất lưỡi mới chịu thu hồi quà thưởng của Tiết Thần rồi lui ra ngoài. Lâu Khánh Vân quả thực không để Tiết Thần chờ lâu. Giờ lành để dở khăn hỉ là giờ Tuất một khắc, nhưng vừa qua khỏi giờ dậu chàng ta đã trở lại, hơn nữa không đợi tới giờ Tuất liền trực tiếp cầm đòn cân nhất khăn ra. Hỉ bà cũng ngăn không kịp. Khăn hỉ được Lâu Khánh Vân nhẹ nhàng vén lên, cả phòng rực rỡ ánh nến đỏ làm tiếc thần nheo mắt lại, hàng mi thật dài in bóng trên gương mặt trang điểm tinh xảo của nàng, có một loại mỹ diễm kinh tâm động phách. Trang điểm kiểu tân nương của tiết thần không thể nghi ngờ làm lâu khánh vân kinh diễm không thôi, gò má trắng nõn, môi tô đỏ tươi, phấn trang xinh đẹp hợp với hương thơm đặc trưng của tiết thần như dấu vết khắc sâu trong đầu lâu khánh vân khiến hắn si ngốc nhìn tiết thần. Trước khi hắn gặp được nàng, Hắn thật không thể tưởng tượng nổi có một ngày hắn bị thần hồn điên đảo bởi vì một nữ tử. Chỉ cần một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng cũng đủ tác động đến hắn, hiện tại hắn rõ ràng thể nghiệm chính xác cảm giác gọi là tâm nguyện đạt thành. Tâm nguyện của Lâu Khánh Vân là dùng cả đời này của hắn để bảo hộ Tiết thần. Không có nàng, hắn đã sớm tán thân ở dưới vực sâu của Nhạn Minh Sơn ở Trác Châu. Thân thể đã bị che lấp dưới lớp tuyết phủ cho đến bây giờ cũng không biết có người nào tìm được xác hắn mang về hay chưa. Bởi vì có nàng tạo nên kỳ tích nên hắn mới có thể sống sót trong một hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy. Bởi vì có nàng mới làm cuộc sống vốn không có gì vui của hắn trở nên muôn màu muôn vẻ. Nàng rốt cuộc đã là thê tử của hắn, là thê tử duy nhất đời này kiếp này của hắn. Tiết thần thích ứng với ánh nến rực rỡ trong phòng, mở mắt nhìn Lâu Khánh Vân thấy trong ánh mắt chàng lộ ra mê ly, chắc là đã uống không ít rượu. Tuy rằng trên mặt của chàng căn bản nhìn không ra men say, chỉ là tiếc thần để ý, mỗi khi uống rượu xong thì ngoại trừ khuôn mặt là không sao, nhưng cổ và tứ chi tất cả đều đỏ lên, hơn nữa quanh thân tỏa ra hơi nóng kinh người, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng có vài phần giả tính xâm lược hơn so với ngày thường, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ vô trù càng thêm mị hoặc. Đôi mắt đào hoa tựa hồ như càng to hơn, anh khí bừng bừng phấn chấn. Ở trong mắt tiếp thần, trên thế gian này không có nam tử nào đẹp hơn Lâu Khánh Vân. Hai người tự hồ đều thực vừa lòng đối phương, cứ mãi nhìn nhau nở nụ cười. Hỷ nương đứng ở bên cạnh quan sát đôi tân nhân, cảm thấy vô cùng kỳ quái, một đôi tân nhân không hề thẹn thùng quen thuộc ngắm nhau như vậy là lần đầu tiên bà gặp được. Nếu Khang Hỷ đã nhất ra, vậy thì phần nghi lễ dư lại đành phải tiếp tục tiến hành hai người dưới sự hầu hạ của hỷ nương cùng ăn một viên sủi cảo sống, ăn canh, sớm sinh quý tử, xong thì uống rượu giao bôi. Một loạt nghi thức làm xong cũng mất nửa canh giờ. Tiết thần tự đáy lòng cảm kích Lâu Khánh Vân đã sớm quay lại, nếu để nàng chờ đến giờ tuất, sau đó lại bị hành xác qua một lượt nghi thức như vậy, cho dù không mệt xỉu thì cũng đói xỉu. Chính vào lúc này, trong lòng nàng chỉ có cảm giác ngọt ngào, trực tiếp vứt bỏ hết tâm tình lo lắng mấy ngày qua, một nam tử vì muốn để nàng thoải mái hơn một ít mà ngay cả giờ lành đã định cũng bỏ qua, vậy thì nàng còn có gì không yên tâm mà không giao hết bản thân cho chàng. Nhiệm vụ của các hỷ nương đã làm xong, cũng có nghĩa là toàn bộ thời gian kế tiếp đều thuộc về đôi tân nhân. Tiết thần được bọn nha hoàng diều vào nội gian, tháo trang sức thay sim y, áo ngủ bằng lụa đỏ thắm mặt lên người tiết thần toát ra vẻ cổ điển. Lâu Khánh Vân cũng ở sau bình phong tự mình thay đổi xiêm y, các hỉ nương dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xong rồi mang theo tất cả nha hoàng của tiết thần rời phòng. Nhà hoàng lâu gia tiến vào dò hỏi có cần lưu lại hầu hạ ban đêm hay không cũng bị Lâu Khánh Vân đuổi đi. Cửa lớn của hỉ phòng đã đóng lại, gian phòng to như vậy cũng chỉ dư lại tiết thần và Lâu Khánh Vân. Tiết thần nhìn nhìn giường hỉ được trang trí toàn bộ đỏ rực, gò má lập tức nóng lên. Như rạng mây đỏ phía chân trời làm Lâu Khánh Vân không nhịn được cười, búng búng trên mặt nàng chọc ghẹo, chúng ta đã là phu thê, bây giờ đã đỏ mặt như vậy thì chờ lát nữa làm sao bây giờ. Tiết Thần càng thêm thẹn thùng, đem thân mình tránh sang một bên, vấn đề mặt đỏ này đâu thể nào muốn không đỏ thì sẽ không đỏ chứ. Lâu Khánh Vân không biết xấu hổ tiến đến trước mặt Tiết Thần, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã được rửa sạch lớp phấn son trên tay rồi nói, trải qua gian khổ, rốt cuộc nàng đã là nương tử của ta trước tiên hôn một cái. Vừa nói xong liền cúi đầu chụp một cái lên chiếc miệng nhỏ nhắn của tiết thần. Còn phát ra một tiếng vang khiến người đỏ mặt, tiết thần đẩy đẩy chàng ta dỗi, ai nha, chàng sao lại như vậy chứ? Lâu Khánh Vân không hề thu liễm, cũng tự hồ trời sinh không biết cái gì gọi là hàm xúc và rụt rè, liền bế bổng tiết thần lên vội vàng chạy về phía giường hỉ, đặt tiết thần, còn chưa kịp chuẩn bị tốt để ứng phó hết thảy, lên giường, sau đó chính mình cũng bò lên theo cởi hai móc bạc hai bên buông màn giường xuống sau đó liền nâng một chân tiết thần đích thân cởi xuống hài theo trên chân nàng ai nha để ta tự làm chàng chàng đừng gấp gáp như vậy chứ chúng ta chúng ta hãy nói chuyện một lát lâu khánh vân lập tức lại ấn tiết thần nằm xuống giường vừa ra sức lôi kéo đai lưng của nàng vừa gấp khó dằn nổi trả lời làm sao ta có thể không vội đây chứ ta đã hai mươi mấy tuổi rồi cho tới hôm nay cũng chưa biết qua nữ nhân có tư vị gì, ngày thường lại chỉ có thể nhìn nàng, cái gì cũng không thể làm, nàng nói ta làm thế nào có thể không gấp cho được. Nhưng chàng cũng quá nóng nảy rồi. Chậm một chút, chậm một chút, ai nha, đừng kéo chỗ đó. Tiếp thần trên dưới thất thủ, bảo vệ mặt trên thì không che được mặt dưới. Lâu Khánh Vân giống như là lột vỏ tôm, động tay hai ba cái liền xử lý nàng sạch sẽ. Đang lúc trăm vội, lâu khánh vân vẫn còn ngẩng đầu dặn dò tiết thần nương tử đêm nay phải gấp một chút nàng hãy nhẫn nhịn được không ta chẳng có kinh nghiệm gì nàng có thoải mái hay không thoải mái đều nói cho ta biết ta sẽ coi lại rồi sửa ngàn vạn lần đừng nghẹn nhé tiết thần quả thực muốn chui đầu trốn vào trong chăn lại có người nào đem vấn đề mắc cỡ như vậy mà nói ra một cách trắng trợn táo bạo như thế Lâu Khánh Vân quả thực là loại thiên phú có thể đem chuyện không đứng đắn nói ra một cách vô cùng nghiêm trang. Nhưng Tiết Thần thì không có bản lĩnh này, nghe phu quân của mình nói vậy liền mặt đỏ tai hồng. Cố tình còn muốn vung tay ra ứng phó. Tiết Thần thật sự không nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc của mình thế nhưng lại trải qua ở dưới tình huống không chút nào lãng mạn như vậy. Lâu Khánh Vân không rảnh lo đến cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt đúng là kiểu người đừng nghe những gì họ nói mà nhìn những gì họ làm tiếc thần thật là hết ý kiến vốn dĩ nàng còn ảo tưởng hai người sẽ có một đêm tâm sự những lời âu yếm ngọt ngấy đến nỗi chết không đền mạng nhưng lâu khánh vân đâu có một chút tâm tình nào chàng ta vội vàng công thành đoạt đất còn không kịp trừ phi tiếc thần kêu đau thì mới hơi chút chậm lại vậy mà chỉ một lát sau liền nhịn không được Tiết thần được tiêu thị và ninh thị đưa cho mấy quyển xuân cung đồ để mở mang kiến thức, ở hiện thực thì đúng là khi ra chiến trường không cần võ công, những hình ảnh thuộc loại lý luận xuân kia cũng chỉ có thể để xem mà thôi, thật đến thời khắc mấu chốt thì ai còn rảnh để nhớ trong sách chỉ dẫn từng bước thế nào. Một đêm mưa rền gió dữ, dập cho đóa hoa mềm mại không còn một tia sức lực, thẳng đến bình minh là lúc mới được kéo vào trong một cái ôm vừa ấm áp lại vừa thỏa mãn, ngủ say sưa.